Xuất bất xương chấm vn giảm giá nick càng thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào xuất bất xương chấm vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi các bạn một siêu phẩm bray lâu lắm rồi. Mình mới hầu như đây là clip đầu tiên mình hướng dẫn bữa nay tất cả các bạn ở trên kênh, cho nên là mình sẽ hướng dẫn từ A đến Z các bạn nhé. Thì đầu tiên nói về vị tướng bữa nay này, đây là một vị tướng nói chung là gọi là vừa xạ thủ mà lại vừa sát thủ. Thì nói chung nó khác với các vị tướng xạ thủ là nó đánh cận chiến được, mà nó khác với các vị tướng sát thủ là nó có thể đánh được đánh xa được. Cho nên là để mà nói thì mình sẽ gom con này là nói chung cái lối chơi xạ thủ thì nó sẽ vẫn an toàn hơn. Thì bữa nay này là một vị tướng. Nói chung là cái cách chơi của nó thì rất là khó, rất là lăng nhăng, bởi vì các chiêu thức của nó thì để mà hiểu thì rất là khó. Cho nên mình sẽ cái chiêu 1 nói chung là cái nội tạng của nó. Thì nói chung nếu các bạn đứng ở xa ấy, thì các bạn sẽ bắn xa, còn các bạn sẽ đứng gần thì các bạn sẽ đánh cận chiến. Cho nên là cái đòn đánh của vị tướng này thì nói về là cái lượng khoảng cách của bạn của vị tướng này các bạn nhá. Cho nên khoảng cách này nếu các bạn muốn bắn kiểu xạ thủ thì các bạn sẽ đứng xa mục tiêu ra, các bạn sẽ bắn theo kiểu xạ thủ. Còn một đánh cận chiến sát thủ thì các bạn sẽ lao lên gần và các bạn sẽ đánh. Còn chiêu 1 của vị tướng bất ai này thì nó sẽ phía ra một cái ánh sáng và khi các bạn nhấp nút di chuyển đi đâu thì nó có thể là tiến lên một bước, và cái chiêu 1 này có thể vượt qua các địa hình các bạn nhé. Nó có thể lướt qua được một cái bức tường đấy, nó sẽ rất là hiệu quả. Còn chiêu 2 thì nó sẽ kết hợp bổ sung về chiêu 1, và khi kết hợp chiêu 2 này thì các bạn đánh cận chiến ấy. Và cái con Brai này quan trọng nhất là kích hoạt sát thương chuẩn của nó này. Sát thương chuẩn của con Brai này rất là tốt. Nôm na đang các bạn đòn đánh là chúng cách chơi cách đánh thì giống với Slim. Những cái lượng sát thương nó gây ra thì cái cơ chế hoạt động của nó thì giống với Hayate. Đấy, nó rất là hay các bạn nhá. Là mình khuyên cái bộ combo của nó, đó chính là các bạn dùng chiêu 1 trước, dùng chiêu 1 trúng tướng thì các bạn sẽ lý ở cái cử lý xa này tầm 1 2 cái, xong các bạn lao lên đánh thương, kích hoạt chiêu 2 lao lên đánh thương thì nó sẽ kích hoạt cái lượng sát thương chuẩn rất là to, và cái đòn đánh cần chiến kích hoạt chiêu 2 ấy rất là mạnh các bạn nhá, cực kỳ mạnh luôn. Và nói chung chiêu 1 chiêu 2 thì nó lăng nhăng như vậy đâu, còn chiêu 3 nó lăng nhăng hơn nữa. Đấy, người nào chơi Brai các bạn phải dùng tốt chiêu 3 thì các bạn có thể cân nắm được. Đây là một vị tướng cân nắm, và trong một clip mình sẽ xảy ra những tình huống các bạn cân 1, cân 2, cân 5 để có sức mạnh của nó như thế nào các bạn nhé. Và mình sẽ kéo lết game nhất có thể để có thể để chơi các bạn nhé. Brai cách chơi như thế nào? Brai thì là một vị tướng nó chơi rất là đa dạng, nó có thể là chơi solo rất tốt, và đặc biệt là combat tổng cũng rất là ok các bạn nhé. Thì cách chơi của nó thì nó sẽ tập trung vào tổng hợp các vị tướng mà mình hướng dẫn các bạn, đó chính là tập đó là vị có thể là giang đấu game, chúng ta có thể để chơi chất ít lượng độc lập, có thể di chuyển độc lập và có thể là bắt lẻ cũng rất là tốt. Và cách zone combo của nó sát thương to nhất của bên này đó chính là các bạn dùng chiêu 1 đầu tiên này lướt lên này, xong các bạn đánh thương cho mình ở cái tầm xa ấy, tầm khoảng 1-2 cái, xong các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 lao lên các bạn đánh thương, thì cái lượng sát thương cần chiến sát thương chuẩn các bạn hãy nhìn kìa, rất là to luôn các bạn nhé, cực kỳ to luôn đấy. Cho nên các bạn hãy nhớ cho mình chiêu đánh xa chiêu 1 kích hoạt chiêu 1 xong nhé thì nó sẽ kích hoạt nội tại, thì cái mồi nó đánh thương các bạn sẽ được tích tụ cái nội tài của nó thôi, và cái nội tài của nó sẽ được x cộng zone thanh sát thương chuẩn các bạn. Đây chiêu 3 này rồi mình sẽ giải thích cho các bạn chiêu 3 nhá. Đấy rất cần chiến mạnh mạnh không, chiêu 3 của nó thì để mà nói bất tử thì cũng là chưa hẳn là bất tử đâu. Chẳng hạn các bạn dùng chiêu 3 nhá, bị một vị tướng khác nó zone, chẳng hạn bị con Lorion nó zone vào các bạn, thì ví dụ zone vào các bạn 10.000 sát thương đi thì nó sẽ không bị ăn sát thương, bị mất máu ngay cái thời điểm đấy, mà sau 3 giây thì chúng ta mới bị mất máu các bạn nhé, chứ không phải là bất tử đâu nhá. Thì nó chỉ gọi là chuyển hóa cái sát thương 10.000 đấy, sau 3 giây mới bị mất máu, còn thời điểm đó thì sẽ không bị mất máu, nhưng trong thời gian 3 giây đấy các bạn chơi bơ này các bạn phải nhớ, các bạn phải biết thằng nào dồn sát thương to nhất của các bạn mà sẽ khiến các bạn chết luôn thì các bạn phải giết vị tướng đó trong vòng 3 giây. Nếu mà giết được vị tướng đấy thì các bạn sẽ không bị mất, coi như là các bạn sẽ không bị chịu sát thương đấy nữa. Đấy, ví dụ các bạn bị hai vị tướng zone thì trong 3 giây đấy các bạn sẽ chọn giết cái thằng nào mà gây sát thương các bạn to nhất mà khiến các bạn sẽ tử vong luôn thì chúng ta sẽ zone ngay thằng đấy. Còn không thì
đương nhiên rồi, sẽ bị ăn sát thương và chết hay không tùy thuộc vào cái lượng sát thương to của nó. Đấy, các bạn có thể thấy đó, cái đòn đánh cận chiến, ôi thằng má lốc anh em ạ, má lốc mà mình đấm cho nó không trượt phát nào, cực kỳ mạnh anh em nhé. Đấy, cái cách chơi của con Mirai này, chiêu một của nó cũng rất là quan trọng, các bạn dùng chuẩn xác. Bởi vì chiêu một của nó khi dính được hai lần đấy thì nó sẽ gây choáng các bạn nhé, và lao lên đánh bét tê lên nghe luôn. Mirai là một hình tượng, nói chung là chốt lại cái bộ combo cơ bản của nó là như này, các bạn sẽ dùng chiêu một trúng vị tướng đấy và các bạn kích hoạt lướt lên và đánh thương một vài phát, xong các bạn kích hoạt chiêu hai và đánh. Còn chiêu ba này sẽ dùng khi nào ạ, khi các bạn biết được rằng là team địch nó sẽ dồn sát thương các bạn vào cái pha đấy, dồn thật nhiều thì bạn sẽ kích hoạt chiêu ba cùng thời điểm đấy. Chúng ta sẽ được trong 3 giây sẽ dồn, và trong 3 giây đấy nếu các bạn có mắt tổng 5 ấy, 3-3-1-4 ấy, thì các bạn phải nhánh mắt, các bạn phải biết được thằng nào dồn đám vào mình nhiều nhất thì chúng ta sẽ giết chết cái thằng đấy. Đấy, chứ không phải dư là thật anh em nha, nhiều anh em chơi Mirai, anh em ví dụ con Lord Dion dồn anh em 10.000 máu dùng chiêu ba, anh em để dồn, anh em để tập trung dồn thằng mát lóc thì nó kiểu vô duyên đấy. Cho nên là chiêu ba này bắt buộc các bạn phải giết cái thằng nào gây đam nhiều nhất trong vòng 3 giây đấy, mà 3 giây đấy nhá đủ cái lượng sát thương Mirai giết được 10 con đấy. Nói hơi phép về tốt, nhưng mà 3 giây là đủ, rất là đủ thời gian để thằng Mirai giết nhá. Cho nên là tí nữa rồi ok, bây giờ thì nó có sách thì mấy cậu trứng đấy, cứ la cái nào cứ vậy. Ôi lỏ cái vã đây, thảm quá anh em ơi, cái pha này hơi thảm anh em, không sao. Đấy, cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn tập trung chủ yếu đó về là combo zone và cái chiêu ba để cho các bạn biết Mirai này chơi thật tốt như thế nào. Còn về những cái cách di chuyển đầu game các thứ linh tinh thì con này thì nói chung là cũng phải có một clip riêng để nói về cái di chuyển. Nhưng trước tiên để chúng ta làm quen Mirai này thì mình muốn nói về cái bộ combo của nó, và mình sẽ cấn nắm anh em nhé. Đấy rồi, từ chiêu một này lướt lên này, từ chiếu một lướt lên, từ rồi bắn, rồi la lên bắn sạch con chiếu ba bét tê lên nghe. Các lò đi on này mình sẽ dồn lò đi on nhá. Ủa thì anh em máy chưa, vừa giết thằng lò đi on không phải là mình chết đó các bạn ạ, cái pha là đáng lẽ mình đái đấy. Đấy các bạn, quan trọng nhất là các bạn phải biết được rằng là mình bị thằng nào gây sát thương nhiều nhất đấy, thì nó cho các bạn 3 giây để các bạn tìm mục tiêu để ba giết. Và khi giết được cái mục tiêu đấy thì chúng ta sẽ không bị ăn cái lượng sát thương đấy, và chúng ta sẽ đánh tiếp cho sau tránh. Đấy là cái chiêu 3 nhá. Chiêu 3 các bạn phải nhớ này, nó sẽ bất tử, nói chung là bất tử hay không là do cách chơi của các bạn đấy. Có bất tử hay không là do các bạn biết đấy. Chứ ví dụ mà chẳng hạn đấy là con Lordeon mà thằng Violet, các bạn chả biết thằng nào gây sát thương nhiều cả, thì các bạn phải biết rằng là thằng nào gây sát thương các bạn thì nó sẽ có một cái giáp ảo to ấy. Đấy, thì đó là cái giáp bị mất đấy. Đấy, chứ ví dụ thằng Lordeon gây các bạn 10.000, thằng Violet gây các bạn 1.000, mà bây giờ trong 3 giây các bạn giết thằng Violet thì các bạn lại bị thiệt quá. Cho nên quan trọng nhất chưa má của thằng Mirai này, các bạn phải biết được thằng nào gây sát thương các bạn nhiều nhất, các bạn chỉ ring cái thằng này mà đánh thôi, chỉ lao vào đánh thằng đấy thôi để mình không bị mất máu các bạn nhé. Quan trọng như vậy. Rồi lao lên bắt, rồi đấy chiêu hai cầm chiến của nó cực kỳ bét tay lên nghe luôn. Thôi bạn thế này thì mình chiêu hai mình đập sát thương chuẩn cái bọn ấy đi hết luôn đấy anh em ạ. Ôi kìa chiêu ba đấy thằng bất tử vừa lại mình vừa giết chết nhá, là không bị chịu sát thương đấy. Mình đã nói rồi, trong vòng 3 giây thì thằng Mirai nó thừa giết được 1-2 vị tướng luôn. Cho nên các bạn đừng có lo đâu, nếu mà em trong 3 giây lừa máy nó mạnh quá mong giết được sao, yên tâm kích hoạt chiêu 3 của Mirai nó bắn xuyên thấu cực kỳ mạnh luôn anh em nhé. Xíu mạnh luôn, 3 giây để đủ cho tất cả các bạn có thể là bét tê lên nghe được. Rồi hai phá mình lao vào team địch. Ôi cái phá này trời ơi, cái thằng mình quên ở một chút, thằng Mirai này thì nên pick trong đội hình như thế nào. Mirai thì vốn gì là một vị tướng xạ thủ thôi, nói chung là cái lượng máu của nó rất ra giấy, và đương nhiên rằng Mirai không thể nào xuất hiện được trong một team địch có quá nhiều sát thủ, chẳng hạn như Karina, chẳng hạn cái Ná, chẳng hạn như là Ná, thằng Ná thì cũng ok, chẳng hạn như các vị tướng zone trong một combo ấy. Đấy thì Mirai không thể nào đối đầu tốt với những vị tướng sát thủ đấy. Cho nên là cái việc mà chúng ta pick Mirai ấy thì mình sẽ kể ví dụ trong team nó có 2 đến 3 vị tướng sát thủ thì chúng ta không pick. Đấy, chẳng hạn như các bạn có thể thấy được trong game này của Kera nó dồn đam mình rất là tốt, nhưng mà nó chỉ được một vị tướng thôi, Buster Vanilla thì mình không đáng sợ. Cho nên là
mình có thể chơi được tốt trong trận đấu này. Còn mà lốc Violet thì mình không ngán một trường hợp nào luôn, cho nên trận đấu này chơi tốt Bright các bạn nhé. Đấy là cách bán pick Bright. Còn bây giờ thì đến cái tiết mục hay nhất của mình, đó chính là cân năm. Đấy rồi, 4 thang các bạn nhé. Chiêu một la lên này, la lên, súp, đánh, bạch, 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 bạch. Có chiêu nào dùng chiêu đấy, đấy các bạn nhé. Chiêu 3, súp hết, có chiêu nào dùng chiêu đấy. Ôi, nó mạnh. Đấy rồi, mày gà cứu chẳng lẽ là trật ngừa. Đấy rồi, cái ra, đừng tao đó rồi, một máu, chiêu một trúng không, trúng. Trời ơi, mày gà cứu anh em, mạnh cực kỳ luôn, toàn cân 4, cân 5 nhé. Đầu game dư mình cân 4, cân 5, 3 lần thôi, mạnh không, siêu mạnh luôn. Đấy, thì cho nên là hy vọng anh em có thể là chơi con bên này đi. Mình sẽ có một clip chuyến sâu. Khi các bạn hiểu combo rồi thì mình sẽ chuyến sâu cho các anh em cách cắn mục tiêu, cách lao vào. Thật tuyệt vời. Bởi vì clip này thì mình nghĩ là nó không đủ thời lượng hoặc không đủ cái thể dần để mình có thể nói được hết. Cho nên mình nghỉ clip này kết thúc rồi. Và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và tất cả các bạn ấy mà. Yeah, bye bye.